là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trần, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Bây giờ chúng ta qua bước 8. Khi các bạn cài đặt cái phần mềm Revit á, thì nếu có kết nối mạng internet, phần mềm nó sẽ tự động nó tải cái thư viện về. Do đó khi chúng ta nêu project, các bạn browse lên, các bạn thấy đầy đủ cái thư mục RVT 2020. Tuy nhiên trong một số trường hợp các bạn cài mà nó không có download cái thư viện về thì mình phải làm như thế nào? Tôi mới mở cái file Explorer. Trong ổ C, các bạn sẽ thấy thư mục Program Data. Thư mục này là thư mục ẩn, nó mờ hơn những thư mục khác. Để thấy nó thì các bạn phải vào View, các bạn check vào Hidden Item thì mới thấy Program Data. Trong Program Data, nó có thư mục Autodesk. Trong đây các bạn thấy có cái thư mục RVT 2020 đây. Nếu nó không download về được thì cái dữ liệu trong RVT 20 nó không có đủ. Vậy thì các bạn nhờ bạn nào đó đã download được cái đầy đủ cái thư viện này và mình chép về chồng lên cái thư mục này thì chúng ta xài được. Một cái trường hợp mà hay bị lỗi nữa là cái đường dẫn. Để hiệu chỉnh những cái đường dẫn nhanh thì các bạn click vào File Option. Tôi đang ở hình ở giữa của bước 8. Các bạn click vào Option. Ở đây có khu vực File Location. Đây là khu vực để chúng ta hiệu chỉnh các cái đường dẫn. Các bạn thấy cái khu vực Template, Project Template đây. Nó có những cái tên như thế này. Và bên đây là cái đường dẫn của nó. Trong trường hợp các bạn mất cái đường dẫn thì các bạn có thể sửa tên ở đây và đổi đường dẫn ở đây cũng được. Hoặc các bạn thêm một cái dấu cộng. Khi thêm dấu cộng á thì các bạn tìm về đúng cái đường dẫn mà cái template các bạn, template file các bạn chọn. Các bạn muốn chọn đó, các bạn chọn default metric và các bạn open. Xuất hiện cái tên default metric ở đây. Và cái đường dẫn là nó lưu lại chỗ vị trí này. Đây. Nếu các bạn click vào nút 3 chấm thì đi tìm cái đường dẫn của nó để đổi cái đường dẫn. Tôi tắt nó đi. Giả sử các bạn muốn đổi cái tên này thì các bạn muốn đổi cái tên như thế nào đó tùy tùy mình. Đang nằm ở dưới cùng nè. Đây dòng này đang nằm dưới cùng. Tôi muốn đưa nó lên trên thì tôi click vào cái nút 3 chấm này, move nó lên trên. Để khi chúng ta new project thì nó hiện lên đầu tiên. Tôi nói ok. Bây giờ tôi đi new project lại. Các bạn thấy này xuất hiện đổi tên như thế nào tùy mình ở đây. Thấy chưa? Các bạn chỉ cần click vào đây thì tự động nó sẽ, phần mềm nó sẽ đi chạy về tìm cái file default metric để nó load về. Bây giờ tôi qua bước 11. Tôi cũng vào file option, file location lại. Cái khu vực ở bước 11 đó là default bar for family template file. Đây khu vực này. Ở đây các bạn có thể click browse lên để đổi cái đường dẫn cho nó nếu cái đường dẫn nó bị sai. Thì khu vực này chúng ta chỉ xài khi chúng ta tạo một cái family mới. Giai đoạn này chúng ta chỉ cần biết nó có thể đổi được cái đường dẫn ở đây thôi. Trong bước 12, tôi mới click vào browse. Nó hiện lên cái hộp thoại này. Top one level. Trong thư mục family template file nó có hai cái thư mục English và English E. English là các template của family cho cái hệ map và English E là template của family cho hệ inch. Bây giờ tôi qua bước 13. Ở khu vực bên dưới có nút place. Các bạn click vào nút place. Ở đây có hai cái đường dẫn. Đường dẫn nó tạo sẵn là metric library và metric detail library. Đây là đường dẫn khi chúng ta đi load family. Và các bạn có thể tạo thêm những đường dẫn khác cho mình cũng được. Tôi ok. Ra ngoài. Bây giờ tôi qua bước 14. Khi các bạn mới bắt đầu cài phần mềm
phần mềm Revit. Thì vị trí của Project Browser nó nằm ở bên này. Và các property này, nó sẽ nằm như thế này. Project Browser nằm trên và property nằm dưới. Thì khi chúng ta làm việc chuyên nghiệp với Revit, thông tin chúng ta cần rất là nhiều. Nếu như chúng ta để hai cái panel bên này á, cùng một phía như vậy á, thì chúng ta làm việc nó hơi khó. Cho nên chúng ta sẽ để mỗi một cái panel một bên. Đây là hai panel rất là quan trọng của phần mềm Revit. Để đem nó qua hai bên như hồi nãy, thì các bạn đưa con chuột vào ngay chỗ chữ Property. Các bạn đè chuột trái vào nó và các bạn kéo nó ra ngoài màn hình. Sau này quen thì các bạn không cần phải thực hiện kéo ra màn hình rồi mới kéo nó về đúng vị trí, các bạn kéo một phát luôn cũng được. Bây giờ tôi sẽ kéo nó về cái vị trí phía bên tay phải như thế này. Tôi mới đè chuột trái vào nó. Tôi kéo ngang qua màn hình. Khi các bạn kéo con chuột hút cái màn hình đi, các bạn thấy xuất hiện một cái đường viền màu xanh là nó đã gắn vào cái giao diện của phần mềm. Và các bạn chỉ việc buông ra. Các bạn lưu ý là mình không kéo con chuột lên trên và xuống bên dưới, bởi vì nó sẽ nằm ngang ở bên dưới hoặc nằm ngang bên trên. Lưu ý trong khoảng từ đây tới vị trí này, mình kéo ngang qua thôi. Và các bạn đè con chuột lại, kéo ngang qua. Đây, kéo từ từ qua, các bạn thấy xuất hiện cái khung màu xanh và các bạn buông ra. Vậy thì nó dính vào góc bên phải màn hình. Bây giờ tôi qua bước 15. Trong Project Browser, các bạn thấy có thứ mục Ceiling Plan và Floor Plan. Trong đây nó có level 1 và level 1 nó giống nhau. Thì các bạn đóng cái ceiling plan lại bằng cách click chuột trái vào dấu trừ, để mình không có bị nhầm lẫn. Sau này các bạn quen rồi đó thì các bạn không sợ nhầm lẫn, nhưng đây mới là giai đoạn đầu. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái level 1. Để vào level 1, các bạn đưa chuột trái vào chữ level 1 và các bạn double click vào nó. Lập tức các bạn sẽ thấy cái chữ level 1 nó đậm lên và những cái view khác nó mờ đi. Vậy thì chúng ta đang ở trong cái level 1. Trong level 1 này, khu vực này nó gọi là Drawing Area. Và chúng ta sẽ tạo lập cái đồ án mình trong cái khu vực Drawing Area này. Để zoom nó, các bạn xe chuột giữa về phía mình là zoom nhỏ lại. Xe chuột giữa ngược ra phía mình thì nó to lên. Và để zoom to fix thì các bạn enter chuột phải, các bạn chọn là zoom to fix, giống như hình ở bước 15, hình ở giữa. Khi các bạn chọn zoom to fix, lập tức nó sẽ zoom tất cả những gì thấy trên màn hình, những gì mà chúng ta show ra trong level 1 thấy gọn trọn vẹn trên màn hình. Bây giờ có một cách zoom to fix khác nhanh hơn đây, là các bạn để con chuột ở khoảng trắng màn hình, các bạn double click chuột giữa là cái nút tròn tròn cái xe đó, các bạn double click nó hai lần, lập tức nó cũng thể trở thành zoom to fix. Trong Drawing Area có 4 cái icon này. 4 icon này là 4 cái icon mặt đứng. Và mỗi icon này nó liên quan tới một cái view mặt đứng ở phía bên này. Khi các bạn làm việc, các bạn chỉ tạo lập cái công trình của mình nằm ở trong 4 icon này. Không được tạo lập công trình nằm bên ngoài. Bởi vì nằm bên ngoài 4 icon này nó sẽ không có xuất hiện trong cái mặt đứng. Và nhớ không được xóa 4 icon này. Nếu các bạn xóa 4 icon này thì nó mất 4 mặt đứng của mình. Trong trường hợp các bạn tạo lập một công trình nó to hơn 4 icon này thì sao? Thì mình dời 4 icon này ra bên ngoài. Bây giờ tôi qua bước 16. Tôi zoom một cái icon lớn lên. Khi các bạn để con chuột ở đâu thì khi các bạn xe chuột giữa nó zoom, nó sẽ zoom ngay đúng cái vị trí con chuột của mình đây nè. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ đây là cái icon mặt đứng. Cái cạnh mặt đứng này chúng ta hình dung nó giống như là cái trụ bê tông. Chúng ta có một cái nhà ở giữa, chúng ta đóng 4 cái trụ bê tông xung quanh. Và chúng ta đặt cái máy chụp hình lên đó, quay vô trong cái công trình để chúng ta chụp cái mặt đứng nó lại. Cái cạnh này gồm có 2 thành phần. Cái vòng tròn, các bạn click vào nó, nó là cái trụ bê tông, hình dung như thế. Và cái tam giác tô đen này là cái máy chụp hình. Thì khi các bạn click vào tam giác tô đen, các bạn thấy cái mũi tên nó nhìn về đây, nhìn về hướng này, có nghĩa là nó chụp hình về hướng này. Và nó có một cái đường màu xanh như thế này đây. Đường màu xanh đây là giới hạn cái vùng nhìn, bắt đầu nhìn của cái mặt đứng. Cho nên nếu chúng ta vẽ bên này thì nó thấy, còn chúng ta vẽ bên ngoài đây thì nó không thấy. Vậy thì cái vùng này nó nhìn đi tới đâu? Nó nhìn từ đây, nhìn qua đây và nó nhìn đi tới đâu?
Nếu nhìn tới đâu do một cái thông số trong property quyết định. Trong property, các bạn thấy có một cái mục gọi là file clipping. Nó đang là no clip. Các bạn click vào nó. Nó xuất hiện cái hộp thoại file clipping. Nó đang là no clip, có nghĩa là nó không giới hạn cái vùng nhìn. Các bạn có thể nhìn thấy tới vô cực. Đó là từ cái đường xanh hồi nãy đó. Các bạn nhìn thấy tới vô cực. Các bạn có thể check vào clip width line thì nó sẽ giới hạn cái vùng nhìn của mình lại. Thì ở đây nó còn một cái thông số, một cái option ở giữa là clip without line. Thì cái option này nó có từ cái thời mà Revit còn rất là yếu. Rất là yếu. Và tới giờ này nó cũng không chịu bỏ cái này. Bây giờ cái này nó cũng thừa. Tại vì cái thằng clip without line và clip with line thì giờ nó giống y chang nhau thôi. Bây giờ tôi chọn clip with line. Rồi ok. Các bạn thấy lập tức nó xuất hiện thêm một cái đường chấm đứt ở đây như thế này. Thì có nghĩa là cái mặt đứng này của chúng ta sẽ nhìn từ cái đường màu xanh này tới vị trí này là kết thúc. Nếu các bạn vẽ công trình nằm bên ngoài đó, bên ngoài đây thì nó không thấy nữa. Các bạn có thể kéo cái vùng mà để giới hạn nhìn đi tới cái khoảng cách nào các bạn muốn. Và khi các bạn kéo các bạn đi trong cái thông số file clip offset, nó sẽ chạy cái số này. Cái số này nó thay đổi theo đúng cái khoảng cách mà chúng ta muốn. Các bạn có thể kéo ở đây cũng được, hoặc các bạn nhập cái số ở trong đây cũng được. Vậy thì cái công cụ này để giúp chúng ta làm cái việc gì? Khi chúng ta vẽ một cái công trình, giả sử nó có cái hàng rào, chúng ta dựng cái hàng rào. Sau đó chúng ta ra cái mặt đứng, chúng ta không muốn thấy cái hàng rào. Thì tôi đè chuột trái vào cái đường bắt đầu để nhìn. Tôi kéo qua khỏi hàng rào. Giả sử hàng rào ở đây, thì tôi để cái đường nằm ở đây, công trình nằm trong đây. Thì mình thấy công trình mà không thấy cái hàng rào. Vậy thì cái mặt đứng bản chất nó cũng giống như cái mặt cắt, nhưng nó cắt qua mặt đất chứ nó không cắt qua công trình. Còn cái vùng giới hạn nhìn để làm cái gì? Giả sử chúng ta vẽ công trình có hai hạng mục, một hạng mục ở đây và hạng mục ở chỗ này. Chúng ta ra mặt đứng của hạng mục này nhưng không muốn thấy hạng mục này, thì tôi kéo tham trượt về khu vực này để phía sau này nó không thấy nữa. Bây giờ tôi trả nó về vị trí cũ. Sau đó trong file clipping tôi mở clip with line lên. Sau đó tôi check vào no clip để nó không giới hạn vùng nhìn và tôi ok. Bây giờ tôi qua bước 18. Tôi escape hết lần. Tôi cũng zoom lớn cái icon mặt đứng này lên. Hồi nãy tôi có nói rằng ở cái khu vực này nó có tới hai cái đối tượng lần. Một cái là cái vòng tròn này, mình hình dung nó là cái trụ bê tông. Một cái là cái tam giác này, chúng ta hình dung nó như là một cái máy chụp hình. Vậy thì một trụ bê tông này chúng ta có thể gắn được 4 cái máy chụp hình. Các bạn click vào cái icon hình tròn này. Các bạn thấy cái khu vực tam giác màu đen này, tô đậm này, nó có dấu check chỗ cái ô này. Và còn 3 cái ô còn lại nó không có dấu check. Có nghĩa là nó chưa có cái mặt đứng. Bây giờ ở bước 18 hình ở giữa, tôi mới check vào cái dấu check này. Lập tức các bạn thấy bên này nó được tô đen và nó trở thành một cái mặt đứng, nó nhìn từ đây tới đây. Khi nó xuất hiện cái mặt đứng ở trong đây, trong drawing area, thì trong project browser nó xuất hiện cái view elevation 5B. Ở bước 19 tôi sẽ enter chuột phải, tôi chọn rename nó lại và tôi đặt tên nó là mặt đứng mới. Sau đó tôi click vào khoảng trắng màn hình để xóa nó. Có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn click vào chữ mặt đứng mới này. Các bạn delete nó bằng cái phím delete trên bàn phím cũng được, hoặc các bạn enter chuột phải chọn là delete. Cách thứ hai là các bạn click vào cái vòng tròn và các bạn bỏ cái check này. Khi các bạn bỏ check này thì nó báo rằng mặt đứng mới chúng ta sẽ bị delete, bị xóa nó đi. Các bạn click ok và lập tức nó xóa mất bên này. Khi đó nó chỉ còn một cái tam giác màu đen này thôi. Tôi qua hình bên tay phải bước 19. Tôi zoom tôi fix lại. Nhớ chúng ta không được quyền xóa 4 cái icon mặt đứng này, bởi vì khi xóa thì chúng ta sẽ mất cái mặt đứng. Như vậy thì lỡ giả sử chúng ta quên chúng ta xóa rồi thì sao? Bây giờ tôi chọn cái mặt đứng này và tôi delete nó. Nó bảo rằng cái mặt đứng west là mặt đứng hướng tây sẽ bị delete. Ok. Các bạn thấy trong project browser nó mất tiêu cái mặt đứng hướng tây. Vậy sau này mình thiếu cái mặt đứng. Vậy thì để lấy nó ra lại, để tạo lập cái view mặt đứng lại,
thì các bạn vào Tab View. Trong Tab View có cái công cụ Elevation, các bạn mở mũi tên ra, các bạn chọn là Elevation. Ở đây có hai cái option: Elevation trên là mặt đứng kiến trúc, Elevation bên dưới là Framing Elevation, là chúng ta làm cái mặt đứng cho bộ môn kết cấu. Các bạn chọn Elevation, các bạn đưa con chuột ra màn hình thì các bạn thấy cái icon mặt đứng nó treo ở trên con chuột như thế này. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái mũi tên màu đen nó đang quay ngược ra bên cái project của mình. Tôi muốn nó quay vào, các bạn đánh vào phím Tab. Các bạn thấy cái mũi tên nó quay lòng vòng đúng không? Và khi nó quay đúng chiều rồi, tôi mới click chuột trái vào màn hình, lập tức nó xuất hiện cái mặt đứng ở đây. Tôi escape hai lần hết lệnh. Các bạn thấy trong cái elevation nó xuất hiện mặt đứng elevation 1A. Tôi mới rename nó lại. Tôi đặt tên là West. Đó. Tôi click lại khoảng trắng màn hình. Vậy thì chúng ta có lại cái mặt đứng West. Tuy nhiên, nhiều bạn cũng làm tới đây xong. Sau khi vẽ cái công trình lên vào cái mặt đứng West, cái bảo thầy ơi sao không thấy gì hết. Mặt đứng West không có cái gì hết. Bởi vì bây giờ tôi click vào cái icon của mặt đứng West. Các bạn thấy mặt đứng West nó giới hạn từ đây và tới đây là hết. Chúng ta vẽ cái công trình nằm trong đây, mà cái mặt đứng chúng ta giới hạn tới đây thì chúng ta không thấy nó. Cho nên tương tự, hồi nãy chúng ta mở cái mục file clipping ra. Các bạn chọn là No Clip. Các bạn OK. Vậy thì phần mềm nó sẽ thấy từ đây và nó thấy tới vô cực. Nó thấy đủ hết công trình của mình. Thời gian đầu khi mới sử dụng Revit, tôi dùng 4 cái nút tròn này. Nó buồn quá, tôi muốn đổi thành một cái icon khác. Cho nên tôi zoom lớn nó lên. Tôi click vào cái vòng tròn. Ở đây các bạn thấy nó đang là Elevation, Building Elevation. Tôi đang ở bước 20 hình bên tay trái. Sau đó tôi click vào chữ Edit Type. Tôi hiệu chỉnh cái size của nó. Ở hình bên tay phải bước 20, các bạn thấy cái mục Elevation Tab này, nó đang là 12mm circle. Các bạn click vào đây thì lập tức nó xuất hiện cái dấu 3 chấm này. Tất cả các phần mềm của hãng Autodesk, khi các bạn thấy nút 3 chấm như thế này thì các bạn click vào nó xuất hiện một cái hộp thoại. Nếu các bạn thấy mũi tên như thế này, các bạn click vào thì nó xuất hiện một cái menu bar. Rồi, tôi click vào nút 3 chấm, nó xuất hiện thêm một cái hộp thoại là Tile Property ở đây. Và trong đây chỗ mục Elevation Mark, tôi mở mũi tên ra, tôi đổi cái loại khác, nó gọi là M Elevation Mark Body Square Fill Arrow. Đây là hình ở bước 21. Sau đó tôi OK hai lần, hết lần. Các bạn thấy bây giờ 4 cái nút của mình thành cái hình vuông, nhìn nó dễ chịu hơn. Thì tùy các bạn, nếu các bạn thích xài nút hình tròn thì xài, hay thích xài nút hình vuông thì xài. Còn bây giờ tôi chỉ xài hình vuông này thôi. Bước 22. Thì trong Revit, để chọn đối tượng thì các bạn có thể click trực tiếp vào nó, hoặc các bạn có thể quét thành một cái vùng tròn trên màn hình. Bây giờ tôi đưa con chuột trái lên phía góc trên bên trái. Tôi click chuột trái một lần và tôi đè chuột trái luôn. Sau đó tôi kéo rê chuột trái xuống góc dưới bên tay phải màn hình. Các bạn thấy xuất hiện một cái vùng tròn. Cái đường của vùng tròn, đường biên của vùng tròn nó là đường liền. Đường liền này nghĩa là sao? Những cái gì nằm gọn trong lòng nó thì nó chọn. Còn những gì nằm ngoài nó hoặc vừa đụng tới nó không chọn. Giả sử tôi để đây, các bạn thấy vừa đụng nó, chưa nằm gọn trong lòng thì nó không chọn. Đấy. Để bỏ chọn, các bạn có thể escape hết lần, hoặc các bạn click vào khoảng trắng trong màn hình là nó cũng bỏ chọn. Bước 22 hình bên tay phải, cách chọn thứ hai là tôi đưa con chuột xuống góc bên dưới của bên phải màn hình. Tôi click chuột trái và tôi kéo rê chuột trái. Các bạn thấy xuất hiện một cái vùng chọn đường nét chấm đứt. Vùng chọn này, nếu những gì nằm gọn trong nó thì nó chọn, và những gì đụng tới nó là nó chọn. Các bạn thấy chỉ cần đụng nó là nó chọn thôi, nó khác gì nãy tí. Bây giờ tôi sẽ quét chọn hết 4 cái icon mặt đứng này. Tôi qua bước 23. Sau khi các bạn quét chọn hết 4 cái icon mặt đứng này thì các bạn nhìn xuống góc dưới bên tay phải, các bạn sẽ thấy có một cái quặng và có cái số 8. Cái quặng này nó là bộ lọc và nó đang báo hiệu chúng ta biết rằng
là có 8 đối tượng được chọn, là 4 cái trụ bê tông với 4 cái máy chụp hình đó. Sau khi các bạn chọn các cái kênh mặt đứng này xong thì các bạn đương chuột lên bên trên, các bạn thấy cái công cụ là pin. Pin là gì? Là mình ghim nó lại. Các bạn click vào pin, lập tức 4 cái icon này nó có một, giống như một cái cây đinh nó ghim vào màn hình đây. Các bạn nhìn thấy giống như cái hiệu của cây đinh đó, đinh ghim á, cái đinh chui nhựa nó ghim vào màn hình. Vậy thì khi các bạn bỏ chọn và các bạn chọn lại nó, các bạn vô phương xóa nó, xóa không được. Nếu bạn delete, nó báo liền là pin object không có delete, không có delete được nha. Rồi vậy thì chúng ta pin nó để làm gì? Những cái gì chúng ta không muốn xóa thì chúng ta pin nó lại. Khi các bạn pin nó rồi thì các bạn không xóa và cũng không có move nó được, di chuyển nó được. Sau khi các bạn pin xong, các bạn thấy chúng ta vẫn còn chọn được cái đối tượng đó nè, chọn được nó nè. Ở góc dưới bên tay phải ở bước 24 tôi có chụp hình khu vực ở đây. Các bạn thấy có một cái icon nhìn nó giống như cái đinh không? Đây có cái đinh này. Đó là select pin element. Ở đây nếu các bạn click vào cái icon này, lập tức các bạn thấy xuất hiện một cái dấu chéo. Có nghĩa rằng nó không cho select pin element nữa. Đây, có dấu chéo rồi. Bây giờ tôi quét và chọn 4 cái icon mặt đứng này cũng không chọn được. Như vậy, chúng ta không chọn được có nghĩa là chúng ta không xóa được và chúng ta tránh được cái tình trạng là chúng ta xóa mất cái mặt đứng của mình. Hình bên tay phải bước 24 chỗ panel select ở đây, các bạn mở mũi tên select ra, các bạn thấy chỗ cái mục select pin element, chỗ vị trí này và cái icon pin này nó là một. Ở đây tôi không cho select pin element cho nên không có check. Bây giờ tôi check nó lại thì có nghĩa là tôi cho phép select pin element. Bây giờ chúng ta có thể chọn được cái đối tượng mà chúng ta pin.